giả bức xúc khi Phượng Về đã mất kiểm soát, giày vò cậu Năm vì đã thất hứa. Thưa quý vị, chúng tôi đã cập nhật và phân tích về bài viết tội ác của một lời hứa mà Phượng Về đã từng chia sẻ. Hết đồng lõa với kẻ đã chửi cậu Năm là BD, hiển muộn, đến nay nó còn trực tiếp ra tay chỉ trích cậu của nó là kẻ hứa lèo, giết người. Nó trách cậu của nó tại sao trong lúc nhậu, rõ ràng cậu nói nhà này cho nó ở, là mẹ con nhà nó, chắc như đinh đóng vào cột, nhà sẽ mang tên Lê Thị Phượng Về. Tài sản trăm tỷ đã nằm gọn trong lòng bàn tay của nó, khiến nó đách cần lao động, không cần đi làm nữa mà nằm phe phẫn hưởng lạc và ăn chơi. Đến khi chuyện vỡ lở, cậu không thực hiện lời hứa lại đưa trọn vẹn bộ hồ sơ cho con gái của cậu, khiến bọn chúng bất ngờ ngã ngửa, không biết đầu đâu ra tiền để mà trả cái món nợ đã xè quạt thần số học ăn chơi đàn đếm và mua sắm xa hoa bấy lâu nay. Làm sao mà trả lời với chủ nợ trong khi trước đó nó đã hứa ráng giúp em ít ngày, cậu em chết, em có tiền em trả cả vốn lẫn lời. Vì cậu không thực hiện lời hứa cho nó ăn cái bánh vẽ mà giờ đây nó phải rơi vào cái bi kịch như ông lão ăn xin, là phải chết vì một lời hứa. Thưa quý vị, lời hứa trong lúc ăn nhậu thì chỉ là một lời nói vui, ai cũng nhận ra, chỉ có những kẻ giả tâm và tham lam thì mới nghĩ đó là thật. Cứ cho rằng cố nghệ sĩ hứa đi, nhưng nếu hứa mà để cho con gái của mình được an toàn thì một lời hứa hay cả trăm ngàn lời hứa cũng phải làm. Cố nghệ sĩ hứa để cha con của ông không bị bất hại, để mẹ con Cảm lơ là cảnh giác, lên kế hoạch tha cho Hồng Loan thì lời hứa của ông cũng chẳng sai ở chỗ nào. Thà ông chấp nhận mang tiếng là một ông hoàng nhưng lại thất hứa mất uy tín, chứ không để con gái của mình bị tổn thương. Nó càng tôn lên được tình phụ tử thiêng liêng, tình cha ấm áp như vầng thái dương, càng khẳng định cuộc đời của ông chỉ có một mình Hồng Loan. Tuy nhiên, đến tận giờ phút này, xác của bà Canada, hôn của Phượng Về, lại tiếp tục dài vờ lời hứa di nguyện của cậu. Còn ả viết, xin mấy người dân đừng nhận người quen chà đạp người thân, không phải gia đình lại thích xen vào chuyện nhà người ta. Nhiều người bám víu, 2023 chương ra một đám, người nhận anh Năm, đứa bà ơi còn thương bà lắm, nực cười quá đi, máu mủ gì ở đây mà nhận tình thâm. Khi sống, anh Năm thương anh em hơn cả bản thân, tiền đối với Linh không qua được hai chữ nghĩa tình. Tình người còn đó, lời người còn đó, cứ gì người dân tự cho quyền đổi chữ thay lời. Vàng mấy ông bà, ngưng viết nhạc hát hò làm trò, đừng làm nhơ danh hai tiếng nghệ sĩ trong lòng bao người. Vũ Linh chỉ một và ông chỉ có một gia đình, xin mấy người dân đừng nhận người quen chà đạp người thân, đừng bẻ cong sự thật chỉ vì đồng tiền, nói người ta tham bán rẻ tình thâm, hay chính xác các người vì lợi vì danh nên xen vào chuyện gia đình người ta. Vàng mấy người dân bớt khát hờ làm trò dơ bẩn. Thưa quý vị, con Ve hiện tại nó đang tức sôi máu, lộn ruột, lộn cái chất thải lên trên não vì ca khúc không phải của mình do ca sĩ Quách Tuấn Du thể hiện, nên đã mất kiểm soát hành vi và ngôn từ của bà Canada là người dân hay là người thân hay là cái quần gì trong cái nhà của ông Vũ Linh mà gào mồm gào phím mấy tháng nay bị cà. Chú là người của công chúng, khán giả yêu thương chú thì yêu thương luôn gia đình của chú, và gia đình của chú bao gồm những ai? Có chú, có Hồng Loan, có anh Hải là con rể và năm đứa cháu ngoại của chú. Bài viết vừa rồi của cô bà Canada đã thừa nhận cô bà không phải là người dân nên được xen vào câu chuyện của họ Võ. Cô bà là hiện thân của Dê Hồng Phượng, cô bà là người nhà, đúng là khí tồn tại não, ngu hết phần của thiên hạ. Thế à, thời thế thay đổi, lịch sử cũ đã khép lại và giờ là trang sử mới, trang sử của Hồng Loan không còn là trang sử của chú Vũ Linh nữa đâu, mà than thở cào cái bàn phím mãi, ăn bám bào mòn thân xác của chú bao nhiêu năm rồi. Giờ hãy tự đứng lên bằng đôi chân của mình, sống kiếp tầm gửi từ đời mẹ sang đời con rồi đến đời con của mình. Chú thương mà chú không để lại di chúc, vậy là biết thương cỡ nào rồi đó. Nhà của ba người ta để lại cho con, dù nuôi hay ruột, đó cũng là quy định của bao đời. Lời người nói là một chuyện, mà cái người làm mới quan trọng. Đừng có bẩu víu vào quá khứ, vịnh vào cái gọi là lời nói của người, mà cướp đoạt, tranh giành tài sản của người ta nữa. Cái bọn tham lam ơi!